Xin chào mọi người. Đây, hiện tại là bây giờ em đang quay video test thần kinh cho khách ấy. Tiện thể là đăng cái video dài lên kênh luôn. Những con chó con ấy mà nó thích cái tải hay chai lọ gì thì các anh điều hướng về huấn luyện cực kỳ là dễ nhé. Để cái nó thích như thế này mình không cần phải nhử bằng đồ ăn mồi hay cám gì luôn, mà là bản chất của những con này nó ham đồ sẵn rồi ấy. Mình chỉ cần ném cho nó cái chai hoặc dùng cái chai để điều hướng dạy lệnh cho nó thôi cũng cực kỳ là dễ này. Mình sẽ để ý mỗi con nó có một cái sở thích khác nhau. Có con mình sẽ điều hướng bằng cám thức ăn, có con thì mình lại sử dụng những cái đồ chơi như quả bóng, vòng huấn luyện hoặc là đơn giản là cái chai lọ như thế này thôi này. Nó thích nghịch chơi như thế này thì điều hướng rất là dễ nhá. Rơi hết viên đá rồi nó thích kiểu lắc 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 đá đó. Này chỉ cần một cái chai vào tầm mấy phút là gặm nát hết. Mùa này thì hầu hết là chó cho nó vận động như thế này thì rất khỏe. Gặm cả hòn nhai cả hòn đá rồi. Nào, nào. Khi mà thả ra thì nó sẽ hầu hết là những cái con chó con này nó sẽ đi gặm đất rồi ăn linh tinh nhé, đủ thứ luôn. Nên là hầu hết là về nhà mới thì các anh mình nên hạn chế mình thả ra ấy, bởi vì nó chưa quen môi trường sống nhà mình mà cho nó gặm nó ăn linh tinh như thế này nó hay dễ bị rối loạn tiêu hóa này. Nó đi tìm đá tìm mồi rồi đói rồi. Đây, màu khung gọ vào mùa đông này rất là hiếm, con đỏ luôn mọi người ạ. Ra sang đây nào. Đi ngửi kìa. Nghịch. Bắt đầu xé tanh bành đấy. Chạy mất rồi. Dạ, xin chào mọi người.